Alo, xin chào các bạn. Bữa nay mình sẽ giới thiệu các bạn làm món tôm cháy tỏi. Thì trước tiên mình mua tôm về, rồi mình sẽ cắt con tôm ra làm đôi các bạn, để mình chiên chiên qua đó. Mình cắt ra làm đôi, mình lấy cái gân ở giữa, cái đường đất ở giữa này đi đó, rồi mình sẽ để qua một bên đó. Đó, rồi mình sẽ cắt như vậy các bạn. Rồi mình sẽ cắt nó ra. Lấy đường đất nó ra các bạn, lấy đường ruột nó ra. Là lấy đường ruột nó ra, thứ hai nữa là để tí hồi mình chiên đó các bạn, mình sẽ chiên sơ nữa các bạn. Mình cũng lấy sạch nó ra. Làm tôm thì rất nhanh các bạn, chuẩn bị buổi tối ha. Đó, mình làm khoảng 2 ký tôm các bạn. Ok, rồi mình sẽ cắt tôm xíu rồi mình sẽ quay lại công đoạn tiếp theo các bạn. Các bạn cho mình bắt một nồi chảo dầu lên để mình phi tỏi. Thì tỏi này mình đã mua ở Costco các bạn, đã băm sẵn rồi. Đó, thì mình chỉ đổ vô thôi. Mình chắc nhớ các bạn, nhớ chắc cái nước của tỏi ra các bạn. Cho nó không bị chua các bạn ạ. Mình sẽ phi tỏi đỏ vàng ra. Thank you.
cho nó vàng ngon lắm thì mình sẽ vớt tỏi ra các bạn. Vàng rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vớt tỏi ra được rồi các bạn. Lấy một cái rá sẽ lọc nó ra các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chế dầu vô lại. Rồi dầu đang nóng thì mình sẽ bỏ tôm nữa các bạn. Đó. Chảo dầu đang nóng đúng không? Mình sẽ bắt đầu bỏ tôm vô. Tơ chiên sơ chiên tôm rồi đây. Giờ nó giang hậu gì con chiên tôm được nước. Nếu bạn nào rồi không muốn giang thì hãy lấy giấy để lấy giấy bỏ vô các bạn. Và tắm cho nó khỏi con nước đi thì nó sẽ không bị giang.
tôm này ai bị đạm cao thì bớt ăn tôm này các bạn. Tôm này đạm rất là nhiều đạm. Mình lý do mình cắt đôi nó ra là cái hồi để mình nêm nếm đó các bạn, canh nó sẽ thấm vô đó, không thì nó sẽ không thấm các bạn. Đó, tôm thì cũng rất là mau chín cho nên mình chỉ chiên sơ nó qua thôi. Rồi mình chia ra mình gắp ra các bạn. Đó, mình gắp nó ra. Cái đảo các bạn. Chị sơ nó qua ha. Mà nhiều người bỏ bột vô để chiên cho nó giòn, mình không lại không thích ăn bột. Bột bắp này nọ thì mình không thích. Mình chỉ để vậy thôi. Sau khi tôm nó đã giòn rồi, đã vàng rồi á thì mình sẽ vớt cái lứa tôm này ra các bạn. Đó. Mình vớt cái đám tôm này ra. Yeah.
rồi tiếp tới mình đổ cái dầu này ra các bạn, mình sẽ dùng một cái lò dầu mới. Đó. Bây giờ mình phải đổ để ra mình quên. Mình sẽ dùng một rất là ít dầu thôi. Có lẽ mình sẽ rửa cái chảo một chút đi. Lên sau khi rửa sơ qua các bạn. Rồi, giờ mình sẽ bỏ dầu lên, ra xíu dầu. Dầu này là để đừng cháy chảo các bạn. Hạn chế ăn ít dầu các bạn. Rồi, giờ mình sẽ bỏ này vào. Đó, các bạn thấy đó. Sau khi tôm này có rồi thì mình sẽ cho một chút bột nêm các bạn. Và bột này là bột nêm đúng không ạ, không phải bột ngọt nha. Mình cho một xíu đường, mình nấu là mình không có đông các bạn, mình chỉ hút dục được thôi. Một xíu muối đó, tôm nó đã có vị mặn rồi các bạn. Và một xíu mắm. Cho hành để mắm chắc đủ rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đảo lên thôi. Rồi để cho em dắt một chiếc bột bắt đầu bỏ tỏi rồi các bạn. Nếm thử anh nó vừa vậy các bạn.
hơi lạc nè, cho một chút mắm nữa. Cháy rồi, nghĩ là được rồi, dành để tắt lửa, đổ nó đây. Xếp đây dĩa rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thôi, nó đói rồi. Này có salad, có xíu salad dưa leo nữa là ngon đó. Mà con mình ăn đi thôi. Đói rồi, trẻ rồi. Ok. Rồi, đây là sản phẩm của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi giờ phút này, nhớ bấm nút đăng ký, subscribe, like, chia sẻ các bạn. Ok, để theo dõi những cái món ăn tiếp theo mình sẽ nấu. Ok, bye bye.